chiến trường khoai Cờ Rồng Bông, 20 hectare khoai Cờ Rồng Bông, 10 người trồng thì chưa có người thành công. Hôm nay mình đi thăm vườn khoai người em trồng khoai ở Cờ Rồng Bông, xem vào cái chiến trường mạnh liệt nhất, 10 người trồng chưa có người thắng. Thăm khoai lang ở Cờ Rồng Bông phải dùng xẻng này. Khoai này được bao nhiêu ngày rồi em trai? Khoai này anh. Khoai này là được 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Rồi. 2 tháng rưỡi. Vậy em trường. Nứt hết rồi. Kiểm tra khoai rồi. Nứt luôn rồi. Luôn nứt hết rồi. Nứt dọc luôn. Vẫn bơi được tay hả? Ôi lấy đai đào dưới đi em, đào dưới an toàn. Đào dưới đi. Úi giời. 2 tháng rưỡi. Mình bọn nào làm gì kia vậy? Đây là mình ép dây được theo định vị cũ được bao nhiêu ngày đây? 2 tuần này. 2 tuần. 2 tuần định vị cũ. Hồi trước nó toàn dây điện không ạ? Nhưng mà định vị xong rồi nó ra dây cáp. Chuẩn chuẩn. Nói dây cáp đúng rồi đấy, còn gì nữa. Dây dài gì mà củ dài gì mà dài mà. Dây điện nó bé cáp. Cái này sắp tới nó mẹ vừa to vừa dài hả? Cứ khoai to khoai dài vào. Là khoai hả? Nó nằm ở giữa em ạ. Khoai này bên. Nhưng mà tính ra củ như vậy là chết này. Nhiều quá, tôi thẳng một câu là không thích. Dây này 3 chú rồi. Rất đẹp. Đất nó cứ củ đẹp không? Củ này thì giá tuyệt vời. Giá tuyệt vời. Gầy hết cứ. Gầy hết. Gầy xẻng. Hình như đã hết củ rồi chứ. Vẫn đang còn củ à? Xuống dưới này mà vẫn bị này vào này. Đây là 4 củ. Ma củ này. Đây là 4 củ này. Đẹp nhỉ. Đẹp. Quá đẹp luôn. Khúc này bây giờ là khúc nhiều củ đây này. Chuột cắn à? Củ nó ăn sâu nên mình chọc xuống đây thì mà vẫn bị vào. Cái này là đúng ra củ là dài quá. Đúng à. Đúng ra là cũng ra củ nhưng mà mình ép nó mình lòi ra củ ra. Cái này mấy thằng này ra sau này, nhưng mà những thằng này sau này đẹp lắm này. Cái dạng củ mà nó dày đã. Củ nằm trong kia. Củ này luộc được luôn rồi. Khoai 12 tháng như thế này là lớn. Đây này chỗ này với này chỗ này củ này. Mỏng thứ mỏng tay đấy. Nha. Nếu mà cái khoai mà củ cứ như này thừa hết. Chứ mà khoai mà cứ như thế này này xếp vào vậy thì không bới chỗ này bụi này xem là mấy củ. Bây giờ đứt luống luôn. Chọc đứt luống luôn. Chọc sâu xuống dưới, đau xuống dưới. Củ ra hết đi. Cái này còn ra thành củ nữa. Cái này là định vị, lúc mà định vị xong ấy, nó mới ra cái loài cái đó. Củ dài quá. Dài quá nhỉ. Dài quá. Dài. Củ đất kiểu khô nữa. Củ nó mốc thế này nó mới đẹp luôn. Ngon rồi. Trời ơi, quá nhiều củ. Đó, tức là hồi này đến giờ mình đào là chỉ mới đào bên thôi. Cứ dày 1, 2, 3, 4 thằng này, 5 thằng này. 4 thằng, tường 4 thằng. Mấy con sẽ hết luống nào, ở đâu sẽ hết luôn không? Ở đâu nó sẽ hết luôn coi. Đứng núp nứt dọc à? Nứt chết dở. Dọc không. Kiểm tra chỗ này còn cụ. Này, dế đào hay không? Này, phải 2 tháng rưỡi. Thôi, được. Nhiều củ quá rồi, khỏe. Kinh điện. Đi sang quay. Này thì chết rồi. Xe luôn hết rồi. Dây này là vừa, không tốt mà không xấu. Không vừa này, vừa dây này vừa.
trong khi bộ định vị là nó cơ chế của nó là chưa cơ chế thổi, mình ép trên, tức là mình cái cơ chế của nó là ép trên và thổi ra. Cái này cũng 2,5 tháng em cùng ngày cũng đa thôi. Đất này là năm tới mà nếu mà làm thì theo anh là em lắp cái hệ thống tưới bẹt to cho nó nở trước đi, giống như cho ẩm nữa, giống như thế này mà vun là chắc chắn không bị hiện tượng. Sao lại lông nhiều thế này nhỉ? Em khoa như lông nhiều này thì em không thích lắm. Này thiếu ẩm ấy nhỉ? Không, giờ đứng nhỏ thì nó thế thôi chứ cái đất này nữa thì... nhiều củ ấy, nhiều củ ấy. Nhiều quá đấy chứ, dây 5-6 củ. Rồi thăm vườn em Trường ở Đắk Lắk đây, khoai mật 9 hectare hả Trường hả? 7 hectare. Khoai này là 5 tháng chứ, dây tốt, dây này mà bảo là dây nó yếu lắm rồi anh này. Ok, dừng đây được rồi đúng không? Vườn khoai ở Tinh Mơ của Đắk Lắk. Làm 9 hect khoai mật. Ai? Khoai mật 9 hect. Đất bằng như bản địa. Đất như này gọi là tương đối này. Đất bằng. Đẹp. Như tranh. Ui xa, cái này lên hạt đấy. Ờ, bư. Bởi ra khoảng mét đi em, vài mét đi chứ. Chưa nhấc dây thì là củ đã lòi ra thôi. Bởi lòi ra hết rồi. Nó đứng bóng muộn hơn 3 tấn. Đang phố anh Khánh ơi. Này hết rồi này, đúng không? Ui, làm gì lúc nào cũng đâu ra ghê thế. Bình Minh ở Đắk Lắk. Khoai Nhật 7 hect. Chúng ta cùng đi xem vườn khoai Nhật 7 hect của em Trường kiểm tra cũ. Cũ với hai chỗ luôn, hai bên xem hai bên. Chuẩn bị thu nên là không có tiệc. Alo. Lòi lên quá, lòi quá là vẫn lý. Một củ à? Ủa, gì mà củ kinh thế? Đây, chỗ này chút này em, trả lại chỗ này chút này. À, ok. Rồi làm bên này luôn cho nó cùng một chỗ khỏi vì là... Khoai này là em xịt phân tím, cái cặp phân tím với... KN3 với Centervin là mấy lần? Ba lần. Thì da củ sau khi xịt thì thấy có đẹp không? Quá vip. Mật không mấy khi mà nó được bóng như thế này đâu. Mật nó cứ sùi sùi, ít khi nó bóng này. Chỉ vậy kì vậy. Em chỗ này luôn em, đưa con một xí này cho nó hết luôn đi. Thì nó... ba ký một bụi. Củ chỉ có khoai không có mặt. Em thấy có vườn nào bóng thế này không?
gần như mặt ở mình, gần như không có vườn nào bóng như thế này. Quá tuyệt vời, củ khoai mật. Chỉ có khoai với khoai thôi. Ai cần liên hệ thì liên hệ với em Trương nhé. À đi khoai to. Sau khi xử lý 3 lần phấn tím rồi bộ sản phẩm định vị củ của... Nào anh vào cái bông ấy, xử lý từ bé ấy. Cái này mãi sau này. Ok. Ok. Rồi. Tín. Để anh làm khoai không chứ bây giờ làm khoai nhiều. Đất này thu xong đánh củ cải thôi. Không phải bàn. Ai em sợ loại lấp lại kỳ kỳ chút em còn nó hư đi chứ chung nó. Sống chết hết rồi. Vườn khoai kinh điển. Đây. Chỉ có khoai và khoai trứng thôi. Đào thêm một một luống nữa. Thì chúng ta cùng xem củ đào tại chỗ. Khoai gì mà củ gì mà kinh điển thế. Bữa nó trả ba mấy, 340 đồ bán. Trả 340 tiền nữa. Quyết định bới, giá 16 hả em? 16. Cho sổ giá 16. Này có nè. Khỏi mặt. Cần rưỡi. Không có gì ngoài cũ. Tuyệt vời, vườn khoai tuyệt vời. 7 hecta. Không được đều củ mấy, nó không to đều đâu. Như thế này là đều rồi, như thế này là đều. Củ như thế này là quá đều. Hơn khoai nhật. Củ bóng đẹp. Nhưng mà độ bóng nha. Nên bóng này là... bảo khoai khoai mật. Tại vì thường thường các cái vườn khoai mật ấy là thường thường có xu hướng là khoai em để thường thường là thông thường giống như thế này. Kiểu này. Kiểu mùn củ như thế này. Nó cứ xùi xùi xùi. Đấy nhưng mà cái vườn của mình là cái củ mình càng lớn càng bóng. Bóng. Này bóng láng đi. Đang đang trứng. Cái bộ sản phẩm của kỹ sư Hùng cho vườn khoai lang sử dụng bộ sản phẩm định vị cho củ khoai lang.